Dạ em 29 tuổi. Rồi, con em. Dạ, chào chị Dùng Dân và anh Quốc Thuận. Em là Ánh Phương, em năm nay 24 tuổi. Dạ, đang là giáo viên mà hơi khuyết tật. Hai bạn là quen nhau trong trường hợp nào? Tình cờ của mình là quen nhau vào đêm giao thừa. Đêm giao thừa năm 2011. Là 6 năm trước đây. Dạ. Cô bắn pháo hoa gặp nhau hay sao? Dạ không, lúc đó em coi tiệm net. Thì cô bé này chơi tiệm net là lúc đêm đó. Giao thừa? Dạ. Không, chơi ngày nào cũng chơi. Ngày nào cũng chơi tại thì tiệm net đó là gần nhà. Ngày nào cũng ra chơi á, em cũng quen cô bé trước đó rồi. Nhưng mà hỏi thiệt nè, lúc đó là em đã để ý cái bạn này chưa? Dạ chưa, lúc đó em có gệ rồi. Gệ em về quê. Gệ em về quê. Tranh thủ chở đi chơi vậy thôi. Không nghĩ gì. Dạ chưa chưa, không có gì hết. Dạ. 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 Nhưng mà em có ý gì vậy không? Dạ không, tại em thích có pháo bông mà em cũng có bạn trai rồi. À. Mà tại gia đình á hả, không có cho đi chơi, không có cho pháo bông nên ra em mới buồn, em mới dụ ổng. Là lúc đó là có bạn trai, là mới có bạn trai hay là có bạn trai lâu rồi? Cũng quen được năm mấy, hai năm. Lúc đó bạn kia là không được đi coi pháo bông. Dạ, cho đúng nên rồi. Mới là nhờ bạn này chở đi đó. Đúng không? Dạ. Rồi bạn này thì bồ về quê cho nên đó. Là sao đỡ. Ừ. Tranh thủ, tranh thủ. Ừ, tranh thủ rồi sao? Sao? Dạ thì cũng nhắn tin qua lại thôi. Rồi cái con gợi em dưới quê nó lên. Ừ. Hay. Nó hay, nó mới ghen. Ừ. Thì nó ghen thì em nói anh em thôi, không có gì. Ừ. Rồi mới nói không có gì, sao nhắn tin hoài. Nó thì nhắn tin bình thường thôi. Rồi cứ ghen hoài, cái em nói nếu mà tin á thì tiếp tục, còn không tin thì thôi chia tay. Không tin chia tay luôn. Rồi thôi chia tay dạ, luôn. Chia tay. Còn em thì sao? Thì em vẫn quen hai người bình thường. Lúc đó là vẫn quen hai người. Quen hai người bình thường. Tại người ở trong lớp, còn người ở nhà. Mình chỉ nghĩ là hai người chắc sẽ không biết nhau đâu. Rồi tự nhiên cái bữa đó em đang đi uống nước với bạn trong trường. Rồi gặp cái anh này gọi điện thoại tới. Cái thằng kia hỏi ai vậy? Cái nói bạn thôi à. Cái ông kia dành bắt máy. Xong hai người mới phát hiện ra nhau. Ừ. Và hai người hẹn nhau gặp ra nhau nói chuyện. Rồi sao? Sao? Nó mới hẹn em ra quán nước. Tính là để coi, hỏi coi ảnh sao để mình xử. Nhưng mà vô nó cũng nói chuyện đàng hoàng. Nó nói là phần em mà em buông rồi đó. Anh thì sao? À. Dạ. Nó ý là nó nói là nó không chấp nhận vậy. Ừ. Thì em cũng tức lắm, em nói là đó giờ chưa có người con gái nào mà qua mặt em vậy á. Cái em mới là gọi cô này ra, em nói là thôi giờ anh không có thích gặp em nữa. Ừ. Cô này mới là đùng đùng bỏ về. Cái mới nhắn tin em nói là giờ tôi đang đứng trên ban công nè. Giờ anh không lại đây em năn nỉ tôi là tôi nhảy xuống. Ừ. Em mới sợ, em mới chạy kiếm đâu cũng thấy. Cái hồi cái bà dì mà nói bên trong bên phòng tao nè, cái vô thấy cười hề hề. Ừ. Cái mới năn nỉ em cũng nói, em cũng chưa có đồng ý nữa, em để hai ba ngày sau cái năn nỉ em hoài em xui xui. Xui quay lại. Ừ. Sau cái sự cố đó là em chọn bạn này. Dạ, tại hai bên phát hiện rồi. Giờ là không ai chịu quen nữa chứ. Thì em phải kiếm cái người nào để em năn nỉ một người để quay lại. Nhưng mà lý do sao mà em năn nỉ bạn này mà không năn nỉ bạn kia? Dạ, tại vì cái bạn kia bằng tuổi với lại học chung lớp với em. Mới đang học lớp 11, 12 đâu có công việc gì. Rồi mới lần hạ đi chơi này kia đủ á. Toàn là hùng nó trả không á. Rồi á, đi chơi cũng không có xe xịn để chở, đi toàn đi xe đạp đi xe máy không à. Rồi em suy nghĩ tới ông này thì á hả, đã có công việc rồi. Rồi với lại anh cũng có xe tay ga nữa nên thành ra anh trời ơi vợ em thật dụng. Ô, con nít mà lúc đó nít mà con nít là vậy thôi. Là lớp 11 đúng không? Đã lớp 12. Lớp 12. Rồi chính thức là yêu nhau được bao lâu? Em quen nhau 3 năm mới cưới. Dạ. Cũng 3 năm mới cưới tức là em 21 tuổi. Dạ, tại đúng em chưa? Học xong ra trường mới cưới. Ừ. Nhưng mà vẫn là sớm. Sớm. Lý do gì mà lại cưới sớm như vậy? Dạ. Tại vì ước mơ của em là 18 tuổi có chồng. Ước mơ đơn sơ một mạc. Đơn sơ một mạc vậy đó hả? Mà tới 18 tuổi chưa lấy được. Coi dạ. Như 21 là thành ế rồi dạ, đó. Nên thành ra là mới thành 21. Vừa ra trường là phải cưới liền. Trời ơi vậy. Nhưng mà tại sao em lại có cái ước mơ lạ lùng vậy? Dạ. Tại vì ở nhà ba mẹ thì em là con gái mà đâu có cho đi chơi nhiều đâu. Em thì thích đi chơi. Nên thành ra em nói thôi giờ cưới chồng đi, mình đi chơi cho thoải mái. Nên thành ra là muốn 18 tuổi cưới chồng. Chỉ một mục đích là có chồng để đi chơi. Do là đi chơi. Dạ. Vậy thì có chồng xong rồi có được đi chơi nhiều không? Cứ mỗi tháng đi một lần. Sở nguyện của em rồi đúng không? Dạ. Rồi
vợ em có tật xấu gì? Dạ tật xấu đó là khùng khùng hay ghen tuông vớ vẩn. Ghen khùng khùng là ghen khùng sao ta? Giống như trong công ty em có con bé thì cái công việc thì em phải nhắn tin với nó hoài. Rồi bữa đó thì em nhắn tin là thank you nhưng mà em viết chỉ tắt là TI là thank you á. Mà chỉ nói là tại sao lại chat là tình yêu. Dạ TI là tuổi teen thì nó nói là tình yêu. Còn tại vì tụi em lớn thì em thanh kêu là TI là thanh kêu. Cái nói là anh có tình ý gì với nó rồi mới vậy yêu. Rồi ghen bóng ghen gió ghen giết nguyên công ty biết là vợ em ghen rồi. Chúa luôn ghen, ghen số 1 luôn á. Ghen chúa luôn đó. Ủa em không phải em tự nhiên mà ghen đúng không? Dạ. Nó phải có một cái lý do hoặc một cái phút gì đó thì mới ghen đúng không? Thì chỉ có tin nhắn là tại vì kêu TI vậy thôi đó. Là có một cái lần đó duy nhất chứ chưa hề bắt quả tang được một cái lần nào. Dạ thì cũng hay kêu bé nhân viên đó bằng baby. Nên tại vì bé cái cách thân mà. Dạ không, tại vì nó lùn xịt nhỏ xíu rồi giống như em bé kêu nó baby. Baby dạ. Đó. Chỉ có như vậy thôi gì? Dạ. Thành tới bây giờ. Rồi giờ tới em đó. Thật xấu không xảy em lại gì? Không, em thì trước khi cưới cũng mê game, mà giờ cưới xong thì cũng mê game. Có dạ. Lần nào mê game mà cãi giả nhau? Dạ có nhiều lắm. Tại vì em làm nguyên ngày rồi. Làm công việc thì nó xì chét lắm. Nên em chỉ muốn cuối tuần trở đi vòng vòng chơi thôi. Mà hả, chơi từ sáng đến chiều chơi hoài vậy đó. Con cũng không chịu giữ luôn, con giao cho bà nội luôn. Anh ra là em về em thấy em bực bội quá, cái em kiếm chuyện ông đang chơi thì em lại em tắt máy và khỏi chơi chứ không bực lên khai cảnh lộn lộn luôn. Quýnh sao thì em cãi em la thì vợ em quýnh em không có mạnh. Em bị vợ quýnh hả? Quýnh nhẹ hả? Quýnh sao thì cứ lại quá vậy. Em không biết mà biết chứ biết rồi mẹ nói sao? Mẹ nói làm gì làm đừng để hàng xóm biết mắc cỡ người ta thì cũng là chấp nhận cho quýnh á nhưng mà quýnh lén thôi, quýnh đụng chơi là quýnh nha. Dạ thì chỉ có mỗi lần quýnh lộ hai chồng đóng cửa lại tự giải quyết với nhau thôi. Nói chung là mấy đứa phải cẩn thận, quýnh phải khéo khéo đừng để hàng xóm biết. Nhưng mà mẹ chồng em với lại em á có hòa thuận không? Mẹ thì mẹ cũng dễ, tại tính em còn con nít mà, với lại hồi đó nhà em có mình em con một mà ba mẹ không có cho đụng tay đụng chân với đó, giờ ăn còn bưng lên tới nơi nữa mà. Vậy nên cưới chồng về không biết làm gì hết trơn á, thì ba mẹ em cũng nói là thôi tại con còn bé quá nên ra là có gì chỉ bé giùm em. Thì mẹ khi cũng chỉ dạy này kia rồi thì cũng làm, nhưng mà hả tại nhiều khi đi làm về á nó mệt cũng trốn việc hoài. Quên, trốn lưỡi đi lưỡi trường lưỡi lưỡi hả? Tức là hiện giờ là tụi em đang sống với gia đình chồng á, là dạ. Sống với mẹ chồng. Dạ. Em có thương mẹ không? Dạ thì cũng thương chứ, tại vì có mẹ thì mình yên tâm mình đi làm để mẹ nhà mẹ chăm cháu này kia được. Rồi mẹ cũng coi con gái, nhiều khi mẹ đi chợ mẹ thấy cái áo đẹp, thấy cái quần đẹp mẹ cũng mua về cho em. Dạ. Nhưng mà em có bao giờ em nghĩ với cái khối lượng công việc mà mẹ đang cán đáng á thì nó bị quá nặng so với sức của mẹ không? Dạ cũng có, mấy nhiều khi thấy mẹ làm cũng thấy biết là mẹ cực, nhưng mà hả mình đi làm nguyên ngày mệt quá nên thành ra cũng làm biếng. Thương thì thương nhưng mà tập ngủ. Em biết sao, lứa tuổi này của chị nè, khi chị cũng mệt lắm, thực sự là mệt lắm luôn á. Nó không phải như là sức hồi còn con gái đâu, thực sự có những lúc mà mình cảm giác giống như là mình quỵ luôn á, cái dạng gì đó đó. Thì chị nghĩ là chắc là mẹ cũng có những lúc như vậy nhưng mẹ không nói. Nên chị nghĩ là sau đây tụi em phải có một cái kế hoạch, hai vợ chồng nếu mà ở chung với mẹ là ba con. Dạ ba mất. Thì đó có một mình mẹ thôi. Thì thành ra là tụi em phải có một cái kế hoạch là phải biết bù đắp cho mẹ. Báo hiếu được cho mẹ thì cố gắng. Dạ. Phải tạo cho mẹ những cái thời gian để mẹ hưởng cái cuộc sống một chút xíu. Đó thì chị nghĩ là hai vợ chồng nên bàn bạc với nhau. Chứ cũng đừng có để là tự em làm rồi tự vợ làm. Hai cái điều đó chắc chắn nó sẽ không có tạo được cái sự cộng hưởng lớn được. Đó, bàn kế hoạch để giúp cho mẹ, để cho mẹ thư thả chứ không mệt lắm. Thì chị nghĩ như vậy nè, nhân cái cơ hội này nè, em nói với mẹ đi. Dạ, thì con cũng muốn dẫn mẹ đi chơi với lại vợ chồng con, với lại Tôm, với lại mấy em đi Mũi Né để nghỉ dưỡng với lại có thời gian vui vẻ bên con cháu. Đúng rồi, với lại công việc nhà thì sao? Đó. Mỗi ngày thì con đi làm về á, thí dụ con sẽ phụ giúp mẹ lo cơm nước hay là rửa chén, phơi đồ phụ mẹ. Đó. Hứa mẹ nha. Yeah.
đó. Chị rất là muốn tâm sự với lại mẹ chồng của em một chút xíu. Vân mong là sau cái số này, nếu mà chị xem và chị hiểu được con dâu của mình và con trai của mình như thế nào, thì Vân rất mong là gia đình chị sẽ hiểu nhau hơn, chị sẽ đỡ được cái gánh nặng để chị giữ gìn sức khỏe để mà có thể sống lâu hơn với con mình và cháu của mình. Dạ, cảm ơn chương trình. Rồi, cảm ơn hai em nha.